Lạm phát luôn là một chủ đề gây tranh cãi trong lĩnh vực kinh tế. Ngay cả việc sử dụng thuật ngữ lạm phát cũng mang nhiều ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh. Một bộ phận không nhỏ các nhà kinh tế, doanh nhân và chính trị gia cho rằng một mức độ lạm phát vừa phải là cần thiết để thúc đẩy bánh xe tiêu dùng. Họ lập luận rằng chi tiêu tăng cao đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thường đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức vừa phải trong dài hạn. Quan điểm của họ là giá cả tăng chậm sẽ giúp doanh nghiệp duy trì lợi nhuận và đồng thời ngăn chặn tâm lý chờ đợi giá giảm của người tiêu dùng trước khi quyết định mua hàng. Thậm chí một số ý kiến còn cho rằng chức năng chính của lạm phát là ngăn chặn tình trạng giảm phát, một hiện tượng được ví như cơn ác mộng của nền kinh tế. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều người lại cho rằng lạm phát không mang lại nhiều lợi ích, thậm chí còn là rào cản đối với sự phát triển kinh tế. Giá cả leo thang khiến việc tích lũy trở nên khó khăn hơn, đồng thời đẩy người dân vào những lựa chọn đầu tư rủi ro để gia tăng hoặc chí ít là bảo toàn tài sản. Quan điểm này cũng nhấn mạnh rằng lạm phát có thể mang lại lợi ích cho một số nhóm doanh nghiệp hoặc cá nhân nhưng lại gây bất lợi cho những đối tượng khác. Vậy thực sự lạm phát có tác dụng gì hay không? Và tại sao nó không nên bằng không? Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hiểu về lạm phát. Thuật ngữ lạm phát thường được sử dụng trong đời sống hàng ngày để mô tả sự tăng giá của một số mặt hàng thiết yếu như dầu mỏ hay lương thực. Ví dụ, khi giá dầu leo thang từ 75 đô la Mỹ lên 100 đô la Mỹ một thùng, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và chi phí vận chuyển đều tăng theo. Điều này tạo hiệu ứng dây chuyền, đẩy giá cả nhiều mặt hàng khác tăng lên để bù đắp chi phí. Tuy nhiên, giới chuyên gia kinh tế lại có cái nhìn sâu sắc hơn về lạm phát. Theo đó, lạm phát được định nghĩa là kết quả của sự tương tác giữa cung và cầu tiền tệ. Nói cách khác, khi lượng tiền được đưa vào lưu thông tăng lên, giá trị của mỗi đồng tiền sẽ giảm xuống, buộc mức giá chung phải tăng để cân bằng. Lạm phát tác động đến nền kinh tế theo nhiều cách, nhưng hệ quả dễ nhận thấy nhất là giảm sức mua. Mặc dù mệnh giá tiền tệ không thay đổi, nhưng trong thời kỳ lạm phát, cùng một lượng tiền sẽ mua được ít hàng hóa và dịch vụ hơn. Điều này đồng nghĩa với việc, ngay cả khi người lao động được tăng lương để bù đắp chi phí sinh hoạt, họ vẫn cảm nhận rõ rệt sự hao hụt trong khả năng chi tiêu của mình, từ những hàng hóa tiêu dùng hàng ngày, tiền thuê nhà cho đến các khoản chi tiêu khác. Để kiểm soát lạm phát, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thường áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ, điển hình là tăng lãi suất liên bang. Động thái này tạo ra hiệu ứng domino trên thị trường tài chính, đẩy lãi suất cho vay nói chung, bao gồm cả lãi suất thẻ tín dụng, tăng theo. Lãi suất tăng cao khiến chi phí vay nợ trở nên đắt đỏ hơn, tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Doanh nghiệp e ngại đầu tư, người tiêu dùng hạn chế chi tiêu, dẫn đến giảm sản lượng và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Trong bối cảnh đó, lợi nhuận doanh nghiệp sụt giảm, nguy cơ sa thải lao động gia tăng, tạo áp lực lớn lên các hộ gia đình. Chuỗi tác động tiêu cực này có thể dẫn đến một kết cục không ai mong muốn, suy thoái kinh tế. Bài toán đặt ra cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là phải tìm cách cân bằng giữa việc kiểm soát lạm phát và duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, hai mục tiêu này thường đi ngược chiều nhau. Chính sách thắt chặt tiền tệ có thể giúp kiềm chế lạm phát nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ làm tăng tỷ lệ thất nghiệp và đẩy nền kinh tế vào suy thoái. Trong một thời gian dài, giới kinh tế tin rằng tồn tại mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa lạm phát và thất nghiệp được minh họa qua đường cong Phillips. Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng có thể được giải quyết bằng cách chấp nhận lạm phát tăng. Tuy nhiên, lý thuyết này đã bị đặt dấu hỏi lớn vào những năm 1970 khi nước Mỹ rơi vào tình trạng lạm phát đình trệ, một hiện tượng kinh tế hiếm gặp khi lạm phát tăng cao song hành cùng tỷ lệ thất nghiệp cao và tăng trưởng kinh tế trì trệ. Ai được lợi và ai chịu thiệt hại từ lạm phát? Tác động của lạm phát đến mỗi cá nhân và nhóm người là khác nhau. Những người được hưởng lợi nhiều nhất là người vay nợ, chủ sở hữu nhà có khoản vay thế chấp, người có công việc ổn định và người nắm giữ ngoại tệ. Lạm phát khiến giá trị đồng tiền giảm xuống theo thời gian. Điều này có nghĩa là số tiền mà người vay nợ phải trả trong tương lai có giá trị thực tế thấp hơn so với thời điểm họ vay. Ví dụ, nếu bạn vay 10.000 đô la Mỹ trong thời kỳ lạm phát cao, khoản nợ này sẽ giảm giá trị theo thời gian, giúp bạn dễ dàng trả nợ hơn. Lạm phát cũng có thể đẩy giá nhà đất tăng cao. Điều này giúp người sở hữu nhà gia tăng giá trị tài sản và giảm bớt gánh nặng nợ nần. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với các khoản vay có lãi suất cố định. Nếu lãi suất thả nổi, lãi suất có thể tăng theo lạm phát
làm giảm lợi ích của người vay nợ. Trong thời kỳ lạm phát, các doanh nghiệp thường cắt giảm chi phí bằng cách sa thải nhân viên hoặc cắt giảm lương. Tuy nhiên, những người có công việc ổn định và có khả năng thương lượng mức lương sẽ ít bị ảnh hưởng bởi lạm phát. Ngoài ra, đồng nội tệ thường mất giá so với các đồng ngoại tệ mạnh. Điều này tạo lợi thế cho những người nắm giữ ngoại tệ vì họ có thể đổi sang đồng nội tệ với tỷ giá hời hơn. Những người chịu thiệt hại từ lạm phát thường là người tiêu dùng, người muốn mua nhà và người sống dựa vào lương hưu. Lạm phát khiến giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng cao, làm giảm sức mua của người tiêu dùng. Đặc biệt, những người có thu nhập cố định hoặc tăng chậm hơn so với lạm phát sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc trang trải cuộc sống. Lạm phát đẩy giá nhà đất tăng cao. Điều này khiến nhiều người, đặc biệt là những người trẻ tuổi và người có thu nhập thấp, khó có thể mua được nhà. Những người sống dựa vào tiền lương hưu hoặc các khoản đầu tư có thu nhập cố định cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi lạm phát, bởi vì giá trị thực tế của số tiền họ nhận được sẽ giảm dần theo thời gian. Mặc dù an sinh xã hội và các phúc lợi khác của chính phủ được điều chỉnh theo lạm phát, nhưng việc tăng phúc lợi thường chậm hơn so với tốc độ tăng giá. Điều này khiến người về hưu phải đối mặt với nguy cơ mất sức mua và khó khăn trong việc duy trì mức sống. Tại sao lạm phát không nên bằng không? Năm 2022, phần lớn thế giới đã trải qua thời kỳ lạm phát cao bất thường. Mỹ, Anh và Eurozone đều đạt đỉnh khoảng 10%, nghĩa là giá trung bình cao hơn 10% so với một năm trước. Mặc dù con số này có thể gây ngạc nhiên cho nhiều người, nhưng tin tốt là lạm phát hiện nay đã gần về mức bình thường, dù vẫn còn hơi cao. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là biểu đồ lạm phát chỉ thể hiện tỷ lệ thay đổi, chứ không có nghĩa là giá đang giảm. Chúng chỉ đơn giản là ngừng tăng nhanh, và điều này vẫn gây ra nhiều khó khăn. Người tiêu dùng căng thẳng vì giá cả leo thang, doanh nghiệp chật vật duy trì hoạt động và các chính phủ phải tìm cách kiểm soát tình hình. Nhưng giữa những lo ngại về lạm phát hiện nay, một câu hỏi thường được đặt ra là liệu một chút lạm phát có phải là điều tốt? Thực tế là nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng một mức độ lạm phát nhất định là cần thiết cho một nền kinh tế khỏe mạnh. Vậy tại sao việc tăng giá vốn gây khó khăn cho mọi người lại được coi là có lợi? Tại sao lạm phát không thể bằng không? Có một số lý do khiến lạm phát không thể và không nên ở mức không. Đầu tiên, các chính phủ và ngân hàng trung ương không muốn điều đó. Nhiều quốc gia chủ động theo đuổi cái gọi là mục tiêu lạm phát thường vào khoảng 2% như ở Mỹ hiện nay. Con số này được coi là vòng xoáy giá cả, tiền lương trong kinh tế. Vậy vòng xoáy giá cả, tiền lương này hoạt động như thế nào? Trong thời kỳ giá cả tăng, mọi người có xu hướng dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng cao hơn. Điều này khuyến khích họ chi tiêu ngay lập tức cho những món đồ lớn và lâu bền như ô tô hoặc đồ gia dụng, để tránh phải trả nhiều tiền hơn cho cùng một sản phẩm sau này. Đồng thời, những mặt hàng thiết yếu như thực phẩm và quần áo cũng đắt hơn, buộc người tiêu dùng phải chi tiêu nhiều hơn. Kết quả là các công ty kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Điều này tiếp tục thúc đẩy nhu cầu và đẩy giá cả tăng cao hơn, tạo thành một vòng tròn khép kín. Điểm mấu chốt của vòng xoáy giá cả tiền lương này là miễn là tiền lương tăng kịp với lạm phát, người dân vẫn có thể mua được lượng hàng hóa tương tự. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng xảy ra. Ví dụ tại Mỹ, tăng trưởng tiền lương đã tụt hậu so với lạm phát trong 2 năm. Cho đến giữa năm 2023, xu hướng này mới bắt đầu đảo ngược. Rõ ràng, việc tiền lương tăng là tín hiệu đáng mừng, nhưng nó không có nghĩa là mức lương hiện tại đã đủ cao. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong chu kỳ này, chẳng hạn như gián đoạn chuỗi cung ứng, tăng giá bất hợp lý của doanh nghiệp đều có thể dẫn đến lạm phát tăng cao như chúng ta đã chứng kiến trong vài năm qua. Như đã đề cập, để kiểm soát lạm phát, chính phủ có thể sử dụng các công cụ như tăng lãi suất. Điều này khiến việc vay nợ trở nên đắt đỏ hơn, từ đó kiềm chế chi tiêu và đầu tư, cuối cùng làm chậm nền kinh tế. Đây chính là biện pháp mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã thực hiện vào năm 2022, góp phần đưa lạm phát về gần mục tiêu 2%. Tuy nhiên, việc tăng lãi suất cũng gây áp lực tài chính lên các hộ gia đình, đặc biệt là những người phải vay nợ để trang trải cuộc sống. Do đó, Fed phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế. Ngược lại với lạm phát là giảm phát, tức là giá cả giảm xuống. Thoạt nghe, giảm phát có vẻ tích cực, nhưng nó cũng có thể tạo ra một vòng xoáy tiêu cực. Khi giá giảm, người tiêu dùng trì hoãn mua sắm với hy vọng giá sẽ tiếp tục giảm trong tương lai. Điều này khiến doanh nghiệp giảm doanh thu, buộc họ phải cắt giảm chi phí, sa thải nhân viên và tiếp tục hạ giá để thu hút người mua.
kết quả là nền kinh tế rơi vào vòng luẩn quẩn của giảm phát, nhu cầu giảm sút và tăng trưởng trì trệ. Giảm phát rất khó khắc phục vì chính phủ không có nhiều công cụ hiệu quả để đối phó với nó như với lạm phát. Lịch sử cho thấy, việc giải quyết giảm phát thường đòi hỏi những cú hích mạnh mẽ đối với nền kinh tế, chẳng hạn như cuộc đại suy thoái chỉ được giải quyết nhờ sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ hai khi chính phủ tăng cường chi tiêu và tạo việc làm. Chính vì những rủi ro tiềm ẩn của giảm phát, mục tiêu lạm phát 2% trở nên quan trọng. Nó tạo ra một vùng đệm an toàn, cho phép các ngân hàng trung ương có không gian để điều chỉnh chính sách tiền tệ và kích thích nền kinh tế khi cần thiết. Tóm lại, lạm phát là một vấn đề phức tạp với nhiều yếu tố tác động. Mặc dù lạm phát cao có thể gây khó khăn cho người dân và nền kinh tế, nhưng một mức độ lạm phát nhất định là cần thiết cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Mục tiêu là duy trì sự cân bằng, kiểm soát lạm phát ở mức vừa phải để thúc đẩy tăng trưởng mà không gây ra bất ổn cho nền kinh tế. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!